Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tư pháp vì tiền là tư pháp phản dân. Việc thực hiện đúng quy trình tố tụng trong các vụ án là điều kiện tiên quyết hạn chế sự tùy tiện của người cầm cân nảy mực, của cán cân công lý. Bất kỳ một sự tùy tiện nào đều có thể đưa đến việc làm sai lệch bản án. Người phạm tội nhẹ lại bị ghép thành tội nặng. Người phạm trọng tội lại được ưu ái ban cho hình phạt nhẹ hơn, thậm chí đã tạo ra rất nhiều oan sai, có thể liên quan đến cả án tử hình. Chính vì thế mới có chuyện một thanh niên ăn cắp một con vịt để về nhậu thì bị ghép án lên đến 7 năm tù. Trong khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát ngân quỹ, tức là tài sản của đất nước, của nhân dân tới 15.000 tỷ đồng thì lại được hưởng án treo. Oan sai đến từ rất nhiều nguyên nhân, có thể do nghiệp vụ yếu, áp lực thành tích, cũng có thể do cố ý làm oan để kiếm trác. Nói chung, oan sai mang đến sự dễ dàng cho cơ quan điều tra. Nếu nghiệp vụ kém và muốn có thành tích cao thì cứ việc bức cung nhục hình, cứ vi phạm quy trình tố tụng hình sự để kết thúc sớm vụ án nhằm lấy thành tích mà lên lon, lên chức. Khi không được bơm tiền chạy án, ngành tư pháp Việt Nam hại dân thế này đây. Việc vi phạm quy trình tố tụng là cơ hội để cho những kẻ bất tài tạo lập thành tích, là cơ hội để kẻ bất lương kiếm trác. Khi đã nhận tiền chạy án thì bằng cách này hay cách khác thì người ta phải vi phạm quy trình tố tụng hình sự để lái bản án theo ý muốn của mình, hay nói đúng hơn là lái bản án theo đồng tiền mà nó đã được mua. Cho nên ở Việt Nam, nơi mà thị trường chạy án đã trở nên phổ biến, mà bảo các cơ quan tố tụng thực hiện đúng quy trình là điều không thể. Nếu thực hiện đúng quy trình thì làm sao có thể nhận tiền chạy án và bóp méo bản án như ý muốn cho được. Ở các nước dân chủ, người ta phân chia quyền lực điều tra, truy tố, xét xử cho các cơ quan nhà nước khác nhau để mà kiểm chứng và kiểm tra lẫn nhau nhằm hạn chế oan sai. Tuy nhiên, khi mô hình này được thực hiện bởi Đảng Cộng sản Việt Nam thì các nhánh này lại thông đồng với nhau để buôn bán bất kỳ bản án nào. Cho nên, việc chạy án ở Việt Nam không chỉ chạy ở một trong ba cơ quan tố tụng mà phải chạy cả ba, nghĩa là các bị cáo phải tốn rất nhiều tiền để chạy giảm án. Khi bộ máy tư pháp được tưới bằng tiền tươi thì họ phán quyết như thế này đây. Công lý được hiểu là cơ quan tố tụng kết án đúng người, đúng tội, và quan trọng hơn là việc tố tụng phải đúng quy trình. Có thể nói tố tụng đúng quy trình chỉ nhằm hạn chế oan sai, chứ không thể loại bỏ được hoàn toàn oan sai. Tuy nhiên, một khi đã vi phạm quy trình tố tụng thì chắc chắn hoặc là bỏ lọt tội phạm, hoặc là kết án oan. Nếu cố gắng bảo vệ công lý thì quan tòa, cơ quan tố tụng, viện kiểm sát v.v. kiếm ăn như thế nào đây? Cho nên, nói đến từ công lý thì nói như là điều không tưởng ở cái xã hội này. Quy trình tố tụng được ví như hàng rào, bên trong hàng rào đó là công lý. Án oan sai được ví như những tên trộm, tên cướp vậy. Nếu nhà bạn có tường cao, hào sâu bảo vệ thì trộm cướp ít đột nhập. Còn khi bạn phá bỏ hàng rào thì nhà bạn sẽ dễ dàng bị đột nhập. Không tuân theo quy trình tố tụng thì không có công lý nào cả. Khi được bơm tiền mạnh thì có đến án tử hình cũng có thể xóa được. Một khi cơ quan tố tụng mở cửa cho đồng tiền rót vào thì ngành tư pháp Việt Nam sẽ vì cái gì đây? Không thể vì công lý nữa mà chỉ còn là vì đồng tiền. Chỉ có người giàu mới đủ tiền để tưới vào cả ba cơ quan tố tụng, gồm tòa án, cơ quan điều tra và cơ quan công tố. Một khi những cơ quan này được nuôi sống bằng tiền bẩn thì nó ngày càng trở nên bất nhân và bẩn hơn. Việc một thanh niên bị kết án 7 năm tù vì ăn cắp một con vịt là có nguyên nhân của nó. Cơ quan tố tụng luôn muốn áp dụng mức hình phạt thật nặng để khiến đương sự phải bán nhà, bán đất mà chạy án. Tuy nhiên, vì người ta quá nghèo, không đào đâu ra tiền, nên tòa luôn giữ ở mức án nặng như trên, coi như là để làm gương cho những kẻ khác. Đấy không phải là tội ác, không phải là bất nhân, thì đấy là cái gì đây? Xã hội chủ nghĩa là cụm từ mang đến nỗi kinh hoàng cho người dân Việt Nam. Thể chế chính trị này là thể chế phản dân rất rõ ràng. Nền tư pháp được mọc ra từ thể chế này thì cũng là nền tư pháp phản dân mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tư pháp vì tiền là tư pháp phản dân.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng yếu, Nguyễn Thị Hồng kém, ngân hàng thấm đòn, nền kinh tế Việt Nam liêu xiêu. Năm ngoái là một năm đáng quên của ngành ngân hàng, khi mà nửa đầu năm các ngân hàng đã cạn rôm tín dụng, khiến cho rất nhiều ngân hàng không thể cho vay vào nửa cuối năm. Việc áp dụng rôm tín dụng là chính sách quá thô bạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm ngoái, hàng loạt ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng mà không có cách nào cho vay được do đã cạn rôm. Chính vì thế, nhiều ngân hàng đã hướng đến dòng tiền của khách hàng gửi vào thị trường trái phiếu và hậu quả là khách hàng đã bị trắng tay. Năm ngoái, ngân hàng đã bị dính đòn nặng, năm nay vẫn thế. Năm ngoái, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo con số lạm phát luôn dưới ngưỡng 4%. Tuy nhiên, nghịch lý là ngân hàng nhà nước lại siết rom tín dụng. Bởi vì ngân hàng nhà nước sử dụng chính sách áp rom tín dụng với mục đích chống lạm phát. Như vậy, với mức lạm phát thấp như họ thông báo, nhưng lại dùng chính sách chống lạm phát rất mạnh tay, thì điều đó cho thấy tỷ lệ lạm phát mà họ thông báo là không đúng. Trên thực tế, vật giá đã leo thang khoảng từ 10 cho tới 20%. Dòng tiền là mạch máu của nền kinh tế, là mạch máu của doanh nghiệp. Việc siết rom tín dụng để kiểm soát lạm phát nhưng lại gây ra nhiều hậu quả khác. Đó là doanh nghiệp đói vốn phải giải thể hàng loạt, dẫn đến tình trạng thất nghiệp, suy giảm tăng trưởng và rất nhiều hệ lụy khác. Thực tế năm ngoái, nền kinh tế rất ảm đạm, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa từ tháng 9 và sa thải nhân viên rất nhiều. Đấy là những chuyện đã xảy ra trong năm ngoái đến năm nay, mọi thứ thì vẫn lặp lại như cũ. Những vấn đề của ngành tài chính ngân hàng nếu không giải quyết dứt điểm thì sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Theo tờ báo Sputnik thì ngành ngân hàng Việt Nam bắt đầu ngấm đòn. Hiện nay nhu cầu tín dụng thấp, chi phí đầu tư vào thì tăng, nguồn thu từ tín dụng khó tăng và nguy cơ nợ xấu cao đang áp lên dự phòng rủi ro, khiến cho lợi nhuận của nhiều ngân hàng Việt Nam suy giảm nghiêm trọng ở nửa đầu năm 2023. Được biết, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 113.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Khi doanh nghiệp không thể tồn tại được và họ buộc phải giải thể thì tất nhiên nhu cầu tín dụng cũng giảm đi. Doanh nghiệp và ngân hàng như hai mặt của nền kinh tế vậy, ngân hàng khủng hoảng thì doanh nghiệp cũng nghiệp ngòm theo, mà doanh nghiệp ngòm thì ngân hàng cũng khốn đốn. Bà Nguyễn Thị Hồng điều hành như thế nào mà năm ngoái hệ thống ngân hàng đã kêu rên, đến năm nay vẫn như thế? Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, từng cho biết các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá Việt Nam là đất nước không chịu phát triển, chứ không phải là kém phát triển. Câu nói này quả thực là rất chính xác, bởi nền kinh tế quốc gia nào kém phát triển thì vẫn có cơ hội phát triển dù chậm. Nhưng Việt Nam thì lại không chịu phát triển, nghĩa là không có cơ hội nào, thêm vào đó Việt Nam lại chọn mô hình chính trị lẫn kinh tế đều sai lầm. Chỉ khi đưa ra toàn dân đến đường cùng, không còn cái ăn thì họ mới chịu sửa sai. Tuy nhiên, cái sự sửa sai này vẫn chỉ là nửa vời, bởi nền kinh tế Việt Nam vẫn đang bị Đảng Cộng sản điều khiển một cách duy ý chí. Con số tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam là không đáng tin cậy, tuy nhiên, cho dù là thống kê thật và con số đó thật đi chăng nữa, nó vẫn không phản ánh đúng bản chất, bởi sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam đang đứng trên ba chân trụ. Đó là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư tại nước ngoài FDI. Trong đó, vai trò khối FDI ngày càng lớn hơn, có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang đứng trên ba chân trụ thì hết hai chân đã bị què, chỉ còn một chân tạm khỏe là FDI. Hai năm liên tiếp sau dịch, ông Phạm Minh Chính chẳng thể đeo lái được nền kinh tế khởi sắc. Trong hai chân bị què ấy thì khối doanh nghiệp nhà nước được ưu ái, còn khối doanh nghiệp tư nhân thì chịu đủ mọi sự khốn khổ. Thời kỳ kinh tế khó khăn, doanh nghiệp cần vốn vay để vượt qua khốn khó, nhưng ngân hàng thì lại không khỏe. Thì tự hỏi khối doanh nghiệp tư nhân làm sao trụ cho nổi? Chính vì vậy, vào đầu năm đến nay đã có đến 113.000 doanh nghiệp đã phải ngỏm củ tỏi, tức là đóng cửa.
Đây là hệ quả tất yếu của nền hành kinh tế, hành chính, chính sách, tiền tệ yếu kém của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ở phương diện chính phủ có một cặp tương xứng, kẻ yếu, người kém, đó là kẻ điều hành chính sách tiền tệ và người điều hành chính sách tài khoá. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Chính sách tiền tệ đúng là tệ thật. Năm ngoái ngân hàng thì tơi tả, năm nay thì ngân hàng lại tả tơi. Ông Chính thì điều hành thế nào mà để doanh nghiệp chết như ngả dạ vậy? Cặp đôi Chính Hồng, một cặp đang cùng nhau băm nát nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng yếu, Nguyễn Thị Hồng kém, ngân hàng thấm đòn, nền kinh tế Việt Nam liêu xiêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de